Vào một đêm tối và đầy gió, một người đàn ông đang đào một cái hố dưới gốc cây. Anh ta đặt một cái túi vải vào hố đã đào và nói. Ông ấy lẩm bẩm, bố xin lỗi, Tiểu Lai, chính bố là người có lỗi với con, nhưng bố phải cứu. Vừa nói, người đàn ông vừa dùng xẻng lấp hố. Vô tình đã mấy năm trôi qua. Một vài người bạn trước cửa đang chơi trò chơi. Trong khi chúng tôi đang chơi, có ai đó đang đòi khoai tây. Tiểu Lâm nói, khoai tây, tôi chỉ có thể ăn nó vào buổi tối khi bố tôi về. Chúng ta ra sau núi ăn hồng thì thế nào? Mấy đứa trẻ đã về đồi sau dưới gốc hồng. Tiểu Lâm nhặt một trái lên và ăn nó. Vẫn đang nói về nó. Quả hồng này ngon quá phải không? Những người bạn khác nói, mẹ tới nói, không được ăn quả trên cây sau núi. Tiểu Lâm, tốt nhất cậu đừng ăn nó. Nhưng Tiểu Lâm hoàn toàn không nghe, đã cắn miếng lớn.